Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa ước tăng 15% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu sang các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc đều tăng trưởng hai con số, trong đó Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,4%, xuất khẩu sang thị trường EU đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 15%, xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc 8,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,2%. Đáng chú ý, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu sang một số thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, EU.